Linh làm ăn thua lỗ để có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân. Một người phụ nữ đã dụ nhiều bị hại chuyển tiền mua ngoại tệ với giá thấp rồi chiếm đoạt. Hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Trần Thị Minh Huệ, 44 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng khai nhận đã đăng ký sử dụng 11 tài khoản ngân hàng cùng đứng tên là Trần Thị Minh Huệ để nhận và chuyển tiền cho các bị hại. Số tiền nhận được, Huệ chỉ sử dụng một phần để mua đô la Mỹ trên thị trường tự do với giá cao để trả cho bị hại. Số còn lại do làm ăn thua lỗ nên sử dụng tiền chiếm đoạt của các bị hại để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Số tiền chiếm đoạt lên đến 140 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã sao kê và ngăn chặn giao dịch với các tài khoản mà Huệ chuyển tiền đến, đồng thời ngăn chặn giao dịch với hai căn hộ chung cư, xe ô tô cùng nhiều tài sản giá trị khác của Huệ.